Humica siêu kích rễ nhập khẩu từ Mỹ, giá tại công ty 258.000 đồng trên hộp, giao hàng trên toàn quốc, hiệu quả sau tưới 3 ngày. Một hộp Humica có thể tưới cho 2 mẫu hoa màu trên năm. Điện thoại 0963 893 328. Chào các bác ở kênh Hưng Long nhé. Đây là vườn đào nhà bác Minh Thắng nhỉ. Đây. Bác Thắng chào khán giả, với tay chào khán giả. Bác Thắng chào, quay lại màn hình. Với đây là vườn đào nhà vườn của Minh Thắng đây. Ừ, đồng tại cửa nhà đây. Vâng. Gốc này gốc bao nhiêu năm rồi? Gốc năm 1 đấy phải không? Vâng. Ừ, đẹp lắm. Dép đầu năm bán cuối năm. Vườn này bao nhiêu gốc hả? Vườn này 60 gốc. Ừ, 60 gốc. Tổng là bao nhiêu gốc đào rừng này? 400 gốc. 400 gốc. Thế ở ngoài ruộng nữa chứ? Ngoài ruộng. Đi anh em mày vào lúa cho các bác xem. Trong vườn trong kia. Ừ, đi vào trong vườn. Đi. Đi. Đâu? Vườn nào nữa? Trong kia cơ. Đâu vườn, cho xem vườn này thôi. Ở vườn đây, chỉ có đây thôi mà. Vâng. Được. Đi anh em mình đi đi. Hơi xa, nhà trong hơi xa. Không, hơi xa. Đi vào rõng này cho họ nhìn. Chứ đứng này họ. Đây, bác đi chậm không láng. Cây này đào gì đây? Đào bích. Không, đang thế là thế huyền. Huyền, cũng đẹp phải chứ. Huyền bay. Nhiều bác già có tuổi, ông ở kinh nghiệm nào dòng được là cái đốt này là chú ấy. Cái đốt là phải ngắn. Cái đoạn răm này. Răm. Bố mà để vóng lên mà răm dài là xấu. Sao nó mất vẻo. Đúng rồi, ông ở phải răm rút. Thế anh cũng làm đào rồi. Hả? Không, em nghe chia sẻ ấy. Của anh đây là răm cũng rụt đấy, cũng như vâng, chưa cắt thôi mà. Chưa cắt. Không, cái đốt của nó là ngắn đấy. Vâng. Thì nó mới đẹp. Đốt ngắn. Bây giờ cái đốt đấy, cái khoảng cách lá của nó ấy. Đúng không? Vâng. Phải có kỹ thuật mới làm được cái này chứ. Mấy của anh sành lắm nhỉ. Vâng. Đây. À, nhiều người ta ngọn này ta cấu này. Để cho ngọn kia. Anh phải cấu luôn này. Cấu ngọn này này. Cấu lên trên tí nữa. Đây đó. Ừ, cấu cả cây cấu đi. Cây đây kìa. Ừ, đấy, cứ cây nào dài họ cấu để cho cây này nó bằng nhau. Dạ. Thể dục là họ cấu. Đâu rồi, tôi còn có mấy ngày nữa là tôi cắt lứa cuối cùng. Nhiều người không phải cắt thì cắt rồi, nhưng mà dạ, được 5-7 ngày thì họ sẽ cấu đi. Đi cắt đi là nó dừng ngay. Dạ. Đấy. Thì nó sau cắt cái này. Để nó bằng những cái này này. Dạ. Anh hiểu chưa, nó không là to thân được như này, anh mới hiểu chưa? Đây của anh để nó mới cành to này nhá. Như anh cấu cây đây độ nửa tháng thì cây thì không thể to được. Nó bị dừng lại nhưng thằng này lại lên này. Đấy, thầy hiểu chưa? Đấy, đấy nhưng ngọn đây đáng người ta phải cấu. Đây là thì ngọn này nó sẽ bằng. Nó không bị thằng được thằng cái là ông cha con này nữa. Đấy. Đây nó xuống đây. Bác nào mà vườn nào gốc này thì thường là bao nhiêu tiền mà? Triệu lồn lại. Xô gì? Xô. Ừ. Triệu gốc. Đây gốc khoanh này cũng phải lộ. Vanh bao nhiêu? 30. Vanh này 30 gì? Được hơn đây lắm một tiệm. 35 rồi. Cây này là nhỏ hay bị bệnh? Cây này bị bệnh. Vườn nào cũng bị. Nó bị bệnh gì mà nó chậm này? Kiểu nó lên bộ rễ nó kém. Nói chung là trong một số có cây nó nhà nào cũng bị này. Ừ. Lợn có lợn chẹt thôi. Đúng rồi. Cũng có thể là phải dùng thuốc kích thích, nhưng mà tôi dùng kích rễ. Kích rễ. Thuốc kích rễ. Mưa lại càng phải. Càng mưa càng bị. Đây, càng bị. Tôi cũng đang bị một cây đây. Đâu cây cây nào? Đâu cây nào? Cũng bị dễ hả? Đây. Cây nó cũng đúng rồi. Cây này bị bệnh nhỉ? Bệnh. Anh phát hiện ra bệnh gì không? Thối rễ. Rượu là đúng rồi. Anh là bệnh mà thối rễ. Thế giờ xử lý nào? Tưới một lần rồi. Tưới lần gì? Lần kích rễ. Kích rễ. Đấy, cái thuốc tôi pha đấy. Ờ. Đấy, chiều nay tôi tưới lần hai này. Mấy tôi ngày không tưới là mấy ngày tưới lần? Tôi bảo một tuần nhưng mà tôi khoảng 5 ngày. 5 ngày tưới trong vòng độ tháng xem là không được bỏ tưới phân. Không tưới phân. Không tưới phân, không tưới đạm để nguyên. Đúng rồi. Không cắt cành. Được. Cắt là hỏng ấy. Cắt là hỏng. Ừ. Đang nuôi mà. Đang nuôi. Nhưng mà lại rồi, không dụng lá nữa rồi. Ổn thành công rồi còn. Được rồi gì? Được rồi.
đấy các bác thấy không? Thành công rồi. Vườn vườn nào cũng bị một cây quá. Đây tôi không bị cây nhưng mà tôi chỉ bước này. Đâu? Thế chứng tỏ bác Minh cũng ác đấy nhỉ? Vâng, bố tôi hoa giấy này không thuốc kỹ sư cái trẻ đầu tiên của cái khu vực đấy. À đây cái này đây gì? Cây này thì lại rồi. Cũng cái dễ đây. Dạ. Đây, trước là dùng lá. Đây là lá nó xoăn xoăn vào cơ. Xuống lá. Xuống lá mà nó có đỏ đỏ ngoài. À, đây này. Đâu đây? Nó đây. Nên pha cái thuốc đó là tưới hôm chiều nay tưới được mấy lượt? Mới tưới được một lượt. Một lượt. Nó lại cứu một ngày chưa chắc nó ấy chứ. Không, nó lại trông thấy chứ. Chứ còn cái loại thuốc mà để mà làm hoa giấy kia tôi phải mua hàng sách tay ngoài Hà Nội đấy. Kiểu mấy một túi năm lạng. Những cái loại về nó đà là cái gì? Cái gì chịu không đấy. Thế sao lại biết? Ồ, tìm tòi mua chứ. Trên mạng hả? Trên mạng. Hàng sách tay. Ừ. Hàng đợt này lấy cái dễ quăng rong thì thử nè. Cũng hàng đặc trùng của khá kỳ đấy. Đấy, đây là đào cây, đây là huyền đấy hả? Bằng một làn này. Có mấy ngày nữa là bắt đầu là cắt thôi mà. Cắt đợt này là thôi đấy hả? Cắt lần này đến cuối tháng, đầu tháng 7 là cắt một lứa nữa. À, đây anh mới cắt đợt 1 à? Mới cắt, chuẩn bị cắt đợt 2. Ừ, à ừ. Đợt 1 đây này. Biết rồi, chuẩn bị cắt đợt 2. Cắt đợt 2 xong đợt 3 là cuối tháng 7 chúng tôi cắt, đầu tháng 7. Bắc Bình, Hà Nội, bác gọi bác chỉ chốt là đầu 6 bác chốt xong. Đầu 6 phá. Đầu 6 chốt xong là thôi. Không. Không, ông kinh nghiệm ông. À, ông ở đào các ông là không là đào thôi. Tức là khi thế thì là khai hãm chứ. Cái tâm của nó đỏ, nó đen. Tâm của bố là trên thanh xanh. Cái tâm xanh này hoa không bao giờ sắc như là cái tâm nó chuyển màu. Tâm già anh hiểu chưa? Tức là thường thường các bố bán là cái nhưng mà nó hãm tháng mấy? Tháng 6 là ông hãm rồi. Clip em phát rồi. Vừa phát. 7, 6, 8 tuổi nhưng cũng làm. Ông cũng nói ông có lý. Của đào của ông là bao giờ cái tâm này cũng xanh này, bán cho khách hàng trên cái xanh ngắt. Nên là cái hoa không bao giờ thấm được cái hoa của tôi. Tức là cái tâm của ông nó già, nó đỏ. Thế là kết thúc của tháng 6. Tháng 6 ông phải kết thúc. Không biết ông ấy, còn ông là xử lý gì nữa mình chưa biết. Cũng ừ, hay rồi, ông ấy. Rồi tôi biết, thế tôi biết. Nhưng mà anh nhân clip anh xem yeah. ông 68 tuổi. Em phát hôm qua ấy. Yeah. Hãm trên trăm dưới. Hãm ở trên không cho lên nữa mà phải chăm ở dưới để chăm ở dưới đấy to, tức là hãm để cho nó không lên cao nữa. Chú đang để ý cái clip ông của ông chỉ 30 phân như các bố tốt vóng đào xấu, ông ở cái tâm nước cuối cùng ông chỉ 30 phân và không cho lên nữa. Rồi, tâm đấy là đẹp, tâm đấy đẹp chứ. Ông ở các bố mà cho 40-50 phân nó nghình hoàng là cái tâm cuối cùng ấy là đoán cái nó xấu mà đi lên gục. Mà ông ở các bố bao giờ cũng cái đốt lá nó ở kia là cao gấp rưỡi của ông cái đốt lá kia rất ngắn là nó ra hoa ở cái đốt đấy. Chú đang ở chưa? Hoa tất cả ở đốt này này anh mình. Vâng. Càng rụt nó càng ấy, kiểu như là đầu bích mới đầu lơm ấy. Đầu bích bao giờ là hoa dày hơn không biết không? Vâng, đây là bích hết đấy. Ừ, hoa nó dày hơn, cành nó dày hơn, dăm nó rụt hơn. Cắt nhiều lứa thì nó dày ra. Cái gì? Không phải giống đấy nó dày chứ không phải cắt. Hoa ấy nó cái đào ấy giả sử như anh trồng này. Là nó toàn có Hà Nội với Hải Phòng hết. Đấy gì? Muốn buôn gì? Toàn Hà Nội hết. Không. Đâu đang nói là giống. Giống. Giống Hà Nội. Ngoài Hà Nội chứ. Đào Nhật Tân đấy thì hoa từng loại giống đấy nhỉ. Nhật Tân giờ không làm nữa. Không, đang một cái giống ở đấy. Của nó kép 24 cánh, kép 16 cánh, kép đơn 8 cánh. Đấy mình hiểu được. Có 3 tầng đào lông rồi đào trơn rồi. Đúng rồi. Các loại đào. Đúng rồi. Nên phải chọn đào để làm chứ có đúng phải đâu làm vớ vẩn mà ghép như vậy. Ừ. Làm giống. Hoa là nó lở là phải bung chứ lở chúm chúm là xấu. Không nhớ. Tung cây này cũng huyền. Đây vườn này đào huyền hết. Đào huyền hết, gốc thì gần tương đương nhau. Số 800. Gốc này gốc 4. Số 1 triệu. Triệu. Nhưng bác nào mua hết độ 100 là 900 bán. Đây các bác ở miền Trung, miền Nam, miền Bắc hoặc Hải Phòng các bác về đây thì Thanh Hóa nhỉ? Dạ. Huyện Triệu Sơn. Xã Hợp Lý. Thôn Đông Thành. Thôn Đông Thành. Ở đây là xóm 2. Ừ. Để vòng lên thôn Đông Thành chia cho clip nó hơn 10 phút. Là chuẩn bị 10 phút.
này nó lắng. Câu chuyện mông rong với lốc mà với nhà vườn một tít thì nó lại 15, 25 phút rồi. Nhưng mà nó không còn chuyện nữa thì đậm hơn 10 phút đi. Đang nắng thôi nhé. Nắng lắm. Đang mong nắng. Bác Minh là năm bao tuổi? Tôi nay 66. À, 66. Thế là kém ông Bình, Bình Thoa, Hà Nội là ông Hà Nội sinh 57. Anh sinh 59 à? Vâng. Phải lợn hả? Lợn đáng phải làm mới ăn đi. Trời ơi, làm gì phải làm. Lợn làm ạ. Phải mát. Ừ. Anh quay đằng này chào khán giả. Vâng, anh chào khán giả. Đứng, đứng, đứng đây. Giới thiệu nhà vườn luôn. Vâng. Chào khán giả của kênh Rong. Vâng. Ừ, giới thiệu các bác đến nhà, cuối năm đến nhà vườn nhà em. Tôi đó. Ừ, bác đó, giới thiệu các bác coi như là cuối năm đến vườn tôi coi như là bán hàng. Ừ, nhà vườn. Vâng. Nhà vườn. Thì theo khách, nhà vườn Minh Thắng. Nhà thờ Minh Thắng, tổ 2. Xóm 2, hợp xóm lý. Xóm 2, hợp lý. Triệu Hóa. Huyện Triệu Hóa. À, Triệu Sơn. Triệu Sơn, Triệu Sơn Thanh, Hóa. Thanh Hóa. Bác đọc điện thoại. 0942 268 507 507. Rồi cảm ơn bác nhé. Không, là 0973. À, 0973 910 087. 087 đế số của Thắng hả? Vâng. Ừ, số của con trai. Con trai. Còn bác số trước. Vâng. Cảm ơn các bác đã xem kênh Ngộm Rong Vlog nhé. Đây là bác lại quay một vườn nữa, lắng không lòng thì quay ở bác cái còn mấy vườn nữa cơ. Vâng. Nhưng mà chỉ quay cái vườn trước cửa nhà đây cơ. Vì nó lắng lắm. Đấy, đào Thanh Hóa mới đào Bắc Giang, đào Thái Nguyên. Cảm ơn các bác ủng hộ kênh của ông Rong nhé. Hôm nay lắng nhỉ. Đấy, các bác ngắm lại vườn đào ngay cổng. Hoa giấy rất đẹp kết hợp. Cảm ơn các bác nhé, ủng hộ kênh của ông Rong Vlog. Đặc biệt là mua số kinh dễ.